Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà cô Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàn nha quý vị. Chào em. Chào anh Tính, chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em mình trên toàn quốc nha. Hôm nay em có một số mai tàn giao lưu cùng quý anh chị em, bà con, cô bác. Ai thích chị nào ủng hộ em cái đó ha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0976533164, đó là số Zalo của em ha. Này em bao ship toàn quốc nha, ngày mai giảo hộp từ 5 tới 12 cánh. Rồi, mình vào cây số 1 luôn quý vị ơi. Số 1 cao khoảng 1 mét rưỡi nha. Cái ngang là 115. Rồi. Đây cành đây quý vị. Cành cũng chia cũng đều đây. Dáng đẹp đây. Mình là 27 nha. Rồi, 27 của anh. Để đây, để một nồi luôn. Rồi, rồi dừng hướng này cho anh chụp hình em cái, vô đó chụp hình em cái Hiền. Rồi, tươi lên nha, cười cái ơi. Rồi, xuống cây luôn, giá nhiêu em quên rồi? 2.8 triệu. Rồi. À, mã số 2. Cao khoảng 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi luôn. Ngang khoảng 80. Hoành 23. Rồi 23 hoành. Để nó đây. Giá 1 triệu. Rồi giá 1 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 3. Cao khoảng 1 mét rưỡi. Ngang 62. Quỳnh là 15. Rồi. Để đây. Giá 600. Rồi 600 ngàn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 4. Cao 16 luôn. Ngang 67. Ngang 67. Rồi tay cành thấy chia cũng đều quý vị. Cành là 18. Rồi 18 hoành. Rồi để đây. Giá 600 luôn. Rồi 600 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 5. Cao khoảng 1m4. Rồi 1m4 chiều cao. Ngang là 78. Rồi 78. Hoành là 18. Rồi 18 hoành, nguyên cái cũ luôn. Giá 900. Rồi 900 ngàn nha quý vị. Mã số 5. Rồi xuống cây. Rồi mã số 6. Cao khoảng 1m6. 1m6 luôn. Ngang là 81. Giá là chưa? À, tay cành chia cũng đều nha quý vị. Hoành là 22. Rồi 22 hoành. Để đây quý vị ơi. À. Giá 1 triệu 1. Rồi 1 triệu 1. Rồi xuống cây. Mưa xình quá quý vị ơi. Rồi mã số 7 quý vị. Số 7 cao khoảng 1m2. Khoảng 1m2 ha. Tầm đó ha. Này phôi ha. Nửa phôi nó tàn. Các con vậy nó thành phôi rồi. Cái cành cũng đều ha. Hoành là 19. Rồi chính xác. Rồi để đây. Giá 800. Rồi 800 ngàn quý vị ơi. Rồi mã số 7. Xuống cây.
Rồi mã số 8. Rồi. Ngang nhiêu? 86. Rồi. Còn là 20. Rồi, 20 quanh. Nó bị lỗi ngay chỗ đó ha. Quá dạ. Cái cũ luôn ha. Rồi, cái cũ quá xa cái cũ luôn. Giá 800 luôn. Rồi, 800 ngàn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 9. Cao bóng 1m3. Rồi, 1m3 luôn. Ngang là 78. Còn là 22. Giá 1 triệu. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây để con chiều rất là đều ha. Rồi lên cây tiếp theo. Mã số mấy đây? Số 10. Mã số 10. Cao luôn. Khoảng 1m6. Ngang là 90. Ơi. Hoành là 21. Rồi. Để đây. Đó. Cũng đẹp ha quý vị. Giá 1 triệu. Rồi giá 1 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây. Mã số 10 nha quý vị. Rồi mã số 11. 1m5. Rồi 1m5 chiều cao. Ngang 74. Ngang 74. Để cho ảnh hỏi ảnh không? Quanh 29. Rồi, quanh 29. Rồi. Mã số 11. Giá 1,5 triệu. Rồi. Để đây nguyên nồi luôn. Rồi, nhanh tay nha quý vị. Rồi, 11. 12. Cao khoảng 1m5 luôn. Rồi, 1m5. Ngang 91. Bị mưa nó sâu. Tại cành mình chia cũng đều quá nè. Hả? Rồi. Con lỗ nha, lõm nhỏ đó sắp liền rồi. Ừ. Còn là 29. Rồi. Để đây quý vị. À, nôm ha. 2,6 luôn. Rồi, 2,6 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Mấy ngày hiền? 13 hả? 13. Rồi mã số 13. Rồi trời mưa nên số nó bị bay mất tiêu rồi. 13 nha quý vị. Ngang là 98. Rồi cao 1m5, ngang 98. Rồi tay cành đây quý vị ơi. Quanh là 23. Đợi xíu nha Hiền. Dạ. Anh kéo cho quý vị xem tay cành. Anh bị lỗi nè. Rồi bị lỗi ngay chỗ cái lưng đó ha. 23, nhưng mà để đây. Giá 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu cây này nha quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Cao khoảng 1m6, 1m7 á anh. 1m6 hoặc 1m7 gì đó ha. Ngang 118. Rồi. Còn là 23. Rồi. Cái lưng cũng có lõm mà sắp lạnh luôn rồi. Lạnh nó cần lạnh rồi. Giá 1,8 triệu. Rồi, để đây. Rồi, giá 1,8 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 15. Rồi, lùng quá.
182. Rồi cao 1m82. Cái cành ở đây. Đây là con bị lẫn nhà hao liền ha. Hoành 23. Rồi 23 hoành. Để đây quý vị. 1.1 ha. Giá 1.1. À, giá 1.1 quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Mã số 15. Mã số 16. 1m80. Cao 1m3 ngang 80. Tay cành đây. Đó, chia cũng bỏ qua bỏ lại bỏ qua bỏ lại ha, cũng đều quý vị. Còn là 17. Rồi 17 của anh. Giá 800. Rồi đó, cái đế đây quý vị. Rồi giá 800 ngàn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 10. 17 cao 1m4. Ngang là 110. Rồi cái cành ở đây quý vị. Quành là 25. Rồi 25 quành. Nguyên bể đế luôn. Rồi giá nhiêu đây em? 2 triệu. Rồi 2 triệu quý vị. Rồi xuống cây. Mã số 18. Rồi ước lượng làm luôn. Cao khoảng 1m4. 1m4. Ngang 80. Rồi quay chóng mặt. Tay cành cũng đều quá vậy. Còn 23. Rồi dừng đợi xíu. Rồi trên lưng nó có cái lỗi nghe tẹo đó quý vị. Còn 23. Rồi để đây quay chậm chậm nhé. Rồi để cũng đều ha. Rồi giá nhiêu đây em? 900. Rồi 900 ngàn nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi nặng nha. Cao khoảng 1m50. À 19 được phải không em? Dạ. Rồi 19 quý vị ơi, cao 1m50. Ngang 85. Rồi ngang 85 luôn. Rồi tay cành đều. Tay cành đều tăng đây. Còn đợi xíu nha nghe. Dạ. Rồi 24. Để đây. Để luôn ha. Rồi đấy giá luôn. 1.8 quý vị. Rồi tay cành đều luôn nha quý vị. Rồi xuống cây. Bỏ cây xíu vô. Rồi mã số 20. Khoảng 1m cao. 1m chiều cao. 109. Rồi ngang thì 109. Đây, tay cành cũng đều ha. Hoành là 22. Rồi 22. Rồi để đây. À. Cây 20 cũng là cây cuối luôn ha. Rồi giá nhiêu em? Giá 1.8. Rồi 1.8 quý vị ơi. Rồi cây này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị ơi. Rồi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Rồi xuống cây luôn Nghĩa ơi. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin hẹn quý vị vào video tiếp theo. Quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ giúp mình quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.